Bây giờ em ghép, anh ghép đá cho cây này này à? Anh Tuấn Anh ghép đá cho cây này với anh Trung ơi. Rồi thôi, chẳng nặng thì em bày trí chân đi, xong là anh, sau này anh ấy xong, anh đặt vào bể. Đó, bên đấy là bên đấy phải nghiêng về đấy. Em phải cho chút bên đấy xuống một tí. Tại vì em theo anh ngọn, mình theo gốc, theo anh ngọn đấy, đúng không ạ? Anh đã kê bên kia lên rồi đấy. Thợ kỳ đá để xem trổ tài. Thế mà chưa gì đã sao lo lại lấy đá này à? Lo hết việc làm. Không, không có là kia hết chứ. Thế chỉ có 12 kinh điểm thôi. Làm này người ta gọi làm gì anh? Kỳ đá. Kỳ đá cho cây đúng không? Thế quay về góc này nhìn nó dễ. Ây da. Ôi giời ơi. Quá nắng lên này. Học kỳ đá này khó không anh? Dạ, dễ lắm. Hả? Dễ á? Mấy tháng thì biết làm? Anh học có công.
Chặt chiều phết đấy chứ nhỉ. Quay này mai em về em học hết nghề. Ở đây cây bé thì mình vào đá luôn này, nhưng mà những cây to kia thì cần phải đổ bệ cho nó đúng không? Yeah. Anh cứ tự tin mà làm đi nhá. Nóng quá. Đừng có thấy em quay lại ngại để giữ nghề nhá. Em làm việc thì lúc nào cũng có. Hồi xưa mới làm lúc nào quân thì quay kín người vào lúc đó. Thì kỳ rồi đấy, mình làm việc của mình. Anh này hơi tí không học lại bỏ ra mà. Không phải làm được luôn đâu anh. Nè. Nắn nót phết đấy.
cho làm cây cầu kỳ nhờ. Hôm nay nắng nhờ, sợ.